Sầu riêng được hơn 10 năm tuổi có hiện tượng là vàng lá và rụng 60% lá. Ngoài ra thì bình thường bị một tuần và dùng thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Quang, câu hỏi của anh đã được tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất là cái hiện tượng vàng lá và lại dẫn đến rụng lá thì nó cũng đã âm ỉ từ lâu rồi, chứ không phải là nó bị một tuần mà nó đã rụng được đến 60% số lá. Và cái hiện tượng vàng rụng lá do rất nhiều nguyên nhân. Có thể do chúng ta bón phân không cân đối, thừa thiếu các nguyên tố như kali, thừa đạm. Và một hiện tượng nữa là bệnh vàng lá thối rễ do nấm ở trong đất nó gây hại, nó làm hư hại cái bộ rễ. Thì cây nó không hút được dinh dưỡng và lá nó sẽ vàng và nó sẽ rụng. Thì nếu như bị cái bệnh này thì rất là khó khắc phục, bởi vì là nó nấm rồi là tuyến trùng ở trong đất nó gây vàng rụng lá, chúng ta không nhìn thấy, thấy được. Và chúng ta không phòng trừ từ sớm, từ lúc nó mới bắt đầu có biểu hiện vàng thì bây giờ nó đã gây rụng thì rất là lâu, rất là khó, mà nó có thể nó biểu hiện hàng mấy tháng sau nó mới rụng. Đấy, khi nó đã rụng thì nó rụng hàng loạt. Thế và nếu đúng là chắc chắn là do nấm nó gây hại đấy, hoặc là do tuyến trùng ở trong đất nó gây hại, thì chúng ta lại phải đào lên, chúng ta kiểm tra cái bộ rễ đấy của một cây mà bị rụng nhiều ấy, xem có đúng là rễ nó bị hư không. Đấy, còn nếu mà không phải thì mới là do sinh lý, thì chúng ta nên tăng cường phân chuồng hoai mục. Đấy, bón NPK cân đối thì chắc chắn là nó không bị. Thế nhưng còn nếu mà do vi sinh vật nó gây hại thì chúng ta lại phải có biện pháp phòng trừ theo cái hướng đó. Ví dụ bây giờ nó đang bị bệnh nặng thì chúng ta có thể phun một trong các thuốc, ví dụ như Ipro-D1 để trừ cái nấm ở trong đất nó gây bệnh vàng lá thối rễ. Đấy, và chúng ta chỉ phun từ 1 đến 2 lần thôi, và chúng ta dừng không phun thuốc hóa học nữa, mà chúng ta nên áp dụng cái biện pháp sinh học để phòng bệnh một cách lâu dài. Ví dụ như chúng ta nên hỗn hợp phân chuồng hoai mục hoặc là phân hữu cơ vi sinh cộng với phân lân cộng với nấm có ích từ Trichoderma, hoặc là cộng với các cái chế phẩm sinh học mà chứa nấm, chứa vi khuẩn, chứa xạ khuẩn có ích, để chúng ta bón vào trong đất, và mỗi một năm ít nhất nên bón 3 lần thì may ra mới khắc phục được cái vườn nhà bác đã bị cây sầu riêng lâu năm như thế này mà đã bị bệnh thì rất là tiếc. Đấy, cho nên chúng ta cần kiểm tra bộ rễ. Đấy, thì chúng ta tăng cường khi phun thuốc hóa học 1-2 lần thôi, sau đó thì chúng ta chuyển sang biện pháp sinh học. Thì các cái thuốc mà trừ nấm ở trong đất, ví dụ thuốc có hoạt chất Ipro-D1 hoặc Hexaconazole hoặc Ifenoconazole hoặc hỗn hợp của một trong các hoạt chất này. Và sau đó thì chúng ta nên dừng tăng cường bón phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học cộng với phân lân cộng với Trichoderma hoặc cộng với chế phẩm sinh học để chứa các cái vi sinh vật có ích để ngăn chặn cái tập đoàn gây hại ở trong đất, thì mới khôi phục được vườn cây. Và chúng ta nên bón 3 lần trong một năm, vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa, thì mới hạn chế được cái bệnh mà do các cái vi sinh vật nó gây ra, nó gây hiện tượng là vàng rụng lá thối rễ. m-nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bị lai giấu cái củ nhỏ vào, nó trả khẩu là lai qua lai lại, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.